Ôi, mọi người xem đâu nè. Đó, chị rồi, chị cắt ngang cái mặt anh xà lan luôn nè. Quá liều luôn, rồi sát bên. Ở đây nước chảy rất là xiết luôn. Mấy này mấy gì đây, mình nhìn không rõ đâu rồi. Quá là khổng luôn. Chợ lúa nè, đi ngang cái đầu sông này nha mọi người. Đây mọi người xem nè. Xin chào mọi người nha, rất vui gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Hôm nay tiếp tục xin mời mọi người xem chiếc ghe chở lúa nè, đi ngang cái đoạn sông này nha mọi người. Đây mọi người xem nè. Quá khổng luôn. Quá là khổng luôn. Hôm nay trời hơi gió nha, nhiều khi video mọi người nghe nó hơi bị ồ, xin mọi người thông cảm nha. Đây, anh này đây. Anh vô lại này cũng đang đẩy lên nữa nè. Cái cua này là cua cực kỳ nguy hiểm nha mọi người. Đây xà lan nó đang lên ga nè. Ui, coi mọi người xem. Ở đây nước chảy rất là xiết luôn. Vô lại chạy rất là nhiều quá sao. Mấy anh vô lại này không dám chạy qua mặt chiếc xà lan nha mọi người. Lại nước rất là xiết. Quá chừng luôn. Mày đi gì đây? Lên không nổi rồi. Quá khói rồi. Ôi ơi, xem nè. Quá giờ khói rồi. Bây giờ sẽ có chiếc nào bên đó nữa cả. Quá khói. Đây mọi người xem máy nè. Máy này máy gì đây? Mình nhìn cũng không rõ đâu rồi. Mitsubishi. Máy Mitsubishi nha mọi người. Quá đạo luôn. Xem chiếc ghe chở lúa nè. Bộ này thì cái việc ăn biên đồ lúa rất là nhiều, cắt lúa là người ta sẽ ghe đồ để đi mua lúa đồ trên đó để đi về đường này không mọi người. Quá trời ghe đạp rồi. Ghe cây, anh kêu ghe cây mọi người nghe. Ghe cây. Ủa anh ở trên kia kìa. Ồ anh dòng cua luôn nè. Mọi người ngồi sát bên ha. Như lâu mọi người thấy được nó lớn, xà lan cực kỳ lớn. Đang rất lớn luôn. Nguyên một đòn xà lan luôn rồi. Quá trời.
Đây chiếc ghe cây nè, con chúng nào đang bơi ra kìa. Ui hiểm quá, ghê quá. Ghe cây mọi người, sóng quá, sóng luôn, quá trời sóng. Để mình xuống cái giỏ từ ngoài kia quay cho mọi người xem. Ôi mọi người xem đâu rồi. Đó, chị đưa đò chị cắt ngang cái mặt anh xà lan luôn nè. Quá liều luôn, trời sát bên luôn nè. Ui, sát bên luôn. Đây có một chiếc xà lan đang chạy tới nha mọi người. Chiếc này, đây mà nhìn coi mực nước là bao nhiêu ha. Không thấy rõ rồi, 2, 4, 6 gì đây. À, 2m6 hả? Phải không? 2m6. Chiếc này chắc cỡ 400 tấn á. 3-400 tấn vậy. Anh em ai biết thì comment bên dưới cho mình biết đó nha. Cái cách mà mình biết cái trọng tải của cái xà lan á mọi người. Thật sự thì mình cũng nhìn mình đóng mò thôi mọi người. Chứ không gành lắm. Anh em ai gành về xà lan comment bên dưới cho Long biết đó nha. Cái mẫu xà lan của miền Nam mình đó các bạn. Đó. Nhìn nó có cái thiện cảm nha. À, các bạn nhìn mấy cái có mấy cái như cái đường gân, cái đường sườn nó lòi ra đó, cái nó chủ yếu là để thẩm mỹ cho xà lan đó mọi người. Vừa để chắn sóng ha, vừa để chắn sóng ở cái lường dưới á. Cũng vừa để thẩm mỹ cho xà lan cho đẹp hơn. Một số chiếc xà lan là các bạn sẽ thấy nó không có những cái sóng chạy dọc thân gì đâu ha. Rồi bên trên không có chiếc nào rồi. Lấy tay chỉ cho anh biết. Trên không có chiếc nào, chỉ anh cho anh tay tới luôn rồi, anh phát tới luôn rồi đó. À, xem anh bẻ cua chỗ này nè. Quá sóng rồi, quá sóng rồi. Dưới chân người phải sóng nè. Nước này các bạn thấy xà lan chạy ngang không? Sóng quá trời sóng luôn. Cái này nãy giờ là mình thấy hai lần rồi đó. Lần trước, lần nãy cũng bị dính ha. Lần này cũng dính nữa nè. Đạp cho nó hết dính rồi. Ồ, con này chạy lên kìa. Đâu có hai chiếc lấy đò luôn. Mà xem chiếc lấy đò ở đây nè.
quá đã. Cho nên giờ mình im lặng để mình cho các bạn xem cái chiếc nó chạy ha. Nhưng không biết các bạn có nghe được tiếng máy không ha. Anh dừng lại.